Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bài học mới, đó là bài học túi dáng này rất xinh, trẻ đẹp. Mình gọi tạm đó là mẫu túi dáng phồng bầu, do cái túi nó hơi bầu cong về hai bên, nhưng nó cũng vát ở bên trên, chứ không phải sập vát, nó cũng có tấm nắp gục xuống. Đây là mẫu mới, mình sẽ giới thiệu cho các bạn bản móc và bản phối da. Thì bạn nào học set nào thì chúng ta áp dụng set đó. Thì vẫn giống như các bài học khác thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết từng phần. Chúng ta đi vào phần 1, đó là phần móc đáy. Thì bài học này chúng ta sẽ móc sợi cốt tông dệt. Bạn nào không có cốt tông dệt chúng ta sẽ móc sợi thô. Nó khoảng 2 cuộn sợi, các bạn chuẩn bị cho mình như vậy. Ở đây mình móc màu nâu tây. Đấy. Và kim móc phù hợp với nó vẫn là kim pin nip 2.5mm bằng kích thước sợi thô hoặc kim hama cũng vậy nhé. Thế thì đi đến các phần mình giới thiệu cho các bạn chi tiết sau. Chúng ta đi vào cái phần móc đáy trước. Các bạn chuẩn bị cho mình sợi này. Ở đây mình sẽ gây số xích như sau. Các bạn gây cho mình 49 mũi móc xích. Tay móc bình thường nhé. Móc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Các bạn nhìn thấy mình móc được 49 mũi móc xích, tay các bạn giãn thẳng ra. Và các bạn sẽ phải chú ý để móc các cái hàng mũi móc đơn giống nhau, do hai cái tấm thân chính nó cũng móc mũi móc đơn và kiểu gây xích cũng giống như vậy. Vì thế các bạn phải chú ý nhé. Ở bài học này chúng ta móc toàn bộ mũi móc đơn, tay giữ số 49, móc 1, móc 2 xích, móc quành về số 49 trên cái kim một mũi, đó là 50 mũi. Thì ở cái hàng đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn bình thường, mà không phải nỏng, không phải chặt tay quá nhá. Thì ở đây các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn, móc đến điểm cuối hàng. Các bạn nhìn thấy mình đã hoàn thiện đến điểm cuối hàng rồi đây. Mỗi khi kết thúc một hàng các bạn nhớ lên cao cho mình một xích như thế này, các bạn đảo trở lại đấy. Sau đó các bạn móc hàng thứ hai vẫn móc như bình thường qua hai mũi như thế này đấy. Cứ mỗi chân một mũi móc đơn thì đó là điểm kết thúc và bắt đầu của một hàng. Ở giữa này thì các bạn vẫn móc thứ tự mỗi chân một mũi móc đơn, tay móc bình thường, không thêm mũi, không bớt mũi nhé. Đi đến cuối hàng thì các bạn chú ý rằng chúng ta có một mũi nào hụt ở bên ngoài như thế này. Đây, thì các bạn móc nó vào. Hoặc các bạn có thể đếm làm sao cho đủ số mũi là được nhé. Như vậy, mỗi khi kết thúc một hàng nhớ móc vào mép ngoài. Mình nhắc lại này, cứ đến mỗi khi cái mũi ngoài cùng nhớ phải móc vào mép ngoài cùng. Đấy, móc mép ngoài cùng hoặc đủ số mũi là chúng ta kết thúc của một hàng. Các bạn nhớ chú ý như vậy để hai cái tấm chính của chúng ta hoặc cái tấm hông cũng móc y hệt nhé. Thì đó là cái phần móc kết thúc và bắt đầu của một hàng là lên cao một xích và móc đảo trở lại, móc vào hai cái nhánh như thế này bình thường ngoài đấy, mỗi chân một mũi móc đơn. Thì đó là cách móc mũi móc đơn của phần đáy và phần thân túi. Thì ở đây các bạn nhìn thấy mình đã móc được một hai hàng, đang bắt đầu hàng thứ ba. Thế thì các bạn móc cho mình số hàng như sau. Ở đây các bạn nhìn thấy mình đã móc được số hàng như sau. Bây giờ chúng ta đang là hàng thứ ba nhá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Như vậy mình móc cao 23 hàng, số mũi đó là 50 mũi. Và từ đây mình sẽ đo kích thước để cho các bạn áng chừng vào nhé. Các bạn được phép cộng trừ 0,5cm thôi. Do màu sợi hoặc kích thước, hoặc tay móc hoặc kim móc của các bạn nói vênh của mình một ít, do vậy mình sẽ cho các bạn được phép cao hơn hoặc thấp hơn 1cm. Ở đây của mình đang được 10cm, các bạn có thể được 9,5 hoặc 10,5 nhé. Như vậy đây là cái phần bo viền chưa được 10cm, có nghĩa là được 10cm mà chúng ta bo viền thêm, nó sẽ bo viền và nẹp canvas nó có thể là lên đến 11 mình. Đây, các bạn nhìn thấy. Đi đến điểm này thì các bạn đi bo viền cho mình. Móc ngay trên bên cạnh này một mũi. Đây, giao nhau giữa hai hàng. Đây, hai hàng là mũi móc đơn.
Mỗi chân một mũi móc đơn, đây là cách viền để chúng ta đi vào nẹp canvas. Các bạn chuẩn bị cho mình tấm canvas và bộ chân đế túi để chúng ta đi vào phần nẹp nhé. Đây, mỗi chân một mũi móc đơn. Đi đến điểm cuối này, các bạn móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn, ba mũi móc đơn vào cùng một chân đối với điểm góc. Sau đó các bạn quay sang cái mặt này, nó là mặt gây xích, thì mỗi chân một mũi móc đơn, nó sẵn mũi đây rồi. Các bạn kẹp cái sợi thừa vào bên dưới, sau đó thực hiện móc mỗi chân một mũi móc đơn như bình thường. Đấy. Thế thì các bạn sẽ thực hiện cho mình móc đến điểm cuối nhé. Và đây, mỗi chân một mũi móc đơn này, đến điểm góc này thì cũng móc 3 mũi vào một chân, giống như cái điểm góc bên đây. Mặt bên này thì các bạn đã móc mũi móc đơn như mình vừa hướng dẫn ở đây rồi. Đây thì các bạn thực hiện móc tương tự ở điểm này. Các bạn sẽ móc cho mình đến tại cái điểm này này, thì chúng ta sẽ dừng lại mà không được móc đến điểm cuối nhé, do chiều cao của chúng ta đã đủ rồi. Do vậy các bạn sẽ móc thứ tự cho mình bo viền đến điểm góc này là thì các bạn dừng lại. Ở đây các bạn nhìn thấy mình đã bo viền đến cái điểm góc này rồi. Các bạn chuẩn bị cho mình tấm canvas để chúng ta đi vào phần nẹp. Canvas thì các bạn đo cho mình như sau này. Ướm canvas nó trùng với cái điểm góc này sang bên kia, nhưng nó sẽ dư ra một ô. Đấy, dư ra một ô này. Bên này cũng vậy, đo từ bên này sang bên kia, kéo thật căng phẳng ra. Đấy, nó bằng điểm này nhưng chúng ta sẽ cắt dư ra một ô. Thì đó là cách cắt canvas. Các bạn cắt cho mình. Như vậy mình đã cắt xong cái tấm canvas đây. Bo ra. Dư một ô. Cái này cũng vậy đây, dư một ô. Sau đó các bạn này kéo cắt cho mình ở các cái góc này một xíu này đi. Nẹp vào nó không bị nhô ra. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nẹp canvas. Nẹp chúng ta nhìn đây là cái mặt phải này. Mặt phải chính là cái mặt mà cái mũi móc đơn nó thẳng ở dưới vừa rồi chúng ta móc qua. Đây là mặt trái, các bạn có thể nhìn thấy nó gập ghờ hơn. Thế thì đây là mặt trái. Bao giờ nẹp thì mặt trái của tấm móc với mặt trái của căn vát nó gờ gờ đây này. Nó gờ chứ không phải nhẵn, hai mặt úp vào nhau. Đấy, thì nó sẽ ra được mặt phải của cả hai bên. Chúng ta đi vào nẹp này. Và đây mình sẽ nẹp bằng kim hama cho nó dễ. Nẹp vào ô thứ hai nhá. Ô đầu tiên chúng ta bỏ qua để sau chúng ta sẽ kết thúc ở cái ô này. Nó tiện vì chúng ta đã để bằng đây mà. Mỗi chân một mũi móc đơn. Mỗi chân một mũi. Đâm ô canvas thẳng xuống. Gặp chân nào chúng ta móc chân đó. Thế nhưng bình thường nó sẽ là thứ tự mỗi ô một chân mũi móc đơn. Móc thật chặt tay nhá. Đấy các bạn nhìn thấy đây, nó ra cái hình như thế này. Thế thì các bạn móc cho mình đến điểm góc này. Đi đến điểm góc này thì các bạn móc cho mình một ô và một chân. Thêm một chân nữa vẫn vào cái ô đó, ô tròn này. Có nghĩa ở phần móc canvas khi đến góc canvas chúng ta chỉ móc 2 mũi vào một chân thôi. Còn bo viền thì như ban đầu chúng ta móc là 3 mũi. Canvas thì chúng ta chỉ móc 2 thôi. Sang đến bên này thì chúng ta vẫn móc tương tự, mỗi chân một mũi móc đơn như bình thường. Đối với các bạn mà hay móc túi rồi, các bạn cứ nẹp như bình thường chúng ta đã móc. Còn đây là dành cho các bạn có nghĩa mới làm quen cũng có thể phải làm được. Vì đây mình đã hướng dẫn rất chi tiết rồi. Thế thì các bạn sẽ móc cho mình thứ tự như sau: mỗi chân một mũi móc đơn, góc hai mũi một chân, mỗi chân một mũi móc đơn, góc này cũng hai mũi một chân. Các bạn dàn tỏa ra, sau đó thực hiện mỗi chân một mũi móc đơn đến điểm cuối cùng này là chúng ta kết thúc được cái phần nẹp canvas nhá. Đấy, thì các bạn nẹp cho mình tương tự đi. Ở đây các bạn nhìn thấy mình đã đi được đến cuối hàng ở cái phần này, đây cái góc này. Thế thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi một chân,
hai mũi vào một chân. Đấy, sau đó các bạn móc vào cái chân bên cạnh rồi nối trượt. Đấy. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần móc đáy, nẹp đáy. Các bạn cắt cho mình một đoạn sợi thừa dài ra. Thì sau chúng ta lấy cái đường chúng ta ráp. Hoặc một số bạn mà muốn cái đáy nó cứng, các bạn khâu, có nghĩa là chập đôi căn vát thì các bạn khâu cho mình một lượt nữa. Nhưng trước khi khâu thì các bạn phải nắp cho mình chân đế thì chúng ta mới đi vào phần khâu được. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình bộ chân đế. Các bộ chân đế tốt là bộ chân đế nó có bắt vít, còn chân đế thường nó là chân nấm, chúng ta bẻ sang hai bên, các bạn tháo xoáy ra như thế này. Một số bạn mà đã làm túi rồi, các bạn vẫn nắp chân đế như bình thường nhé. Mình nắp cho các bạn chi tiết một núm chân, ba chân còn lại các bạn nắp cho mình tương tự. Các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Đây thì các bạn giao nhau giữa 5 núm nhá. Cho 6 đi. 6 đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 đây. Giao nhau. Đấy. Từ 5 đến 6 ô. Các bạn lấy tay đẩy sang như thế này. Nó trồi con ốc trắng ra. Thì các bạn đặt núm này vào, xoáy hờ. Sau đó các bạn lấy cho mình cái tu vít để bắt nó vào, xoáy thật chặt nhá. Như vậy mình đã lắp xong một bên, một núm. Như vậy cách lắp thì các bạn làm cho mình tương tự, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên đây cũng vậy, lắp cho mình 1, 2, 3 vị trí. Thì các bạn lắp cho mình xong, sau đó các bạn có thể lấy cái băng dính dán vào đây để trong quá trình chúng ta móc ráp nó không bị chảy xước của cái núm chân đế này nhá. Thì các bạn hoàn thiện nốt cho mình cái phần lắp đi. Như vậy là các bạn nhìn thấy mình đã hoàn thành xong cái phần nắp chân đế túi đây. Và mình hoàn thành cho các bạn xong cái phần móc đáy túi này, nẹp canvas và nắp chân túi. Thì đó là cái phần móc đáy túi phần 1. Đây các bạn nhìn thấy sản phẩm nên rất là sắc nét và đều. Một số bạn mà muốn cái đáy của chúng ta cứng thì các bạn nẹp thêm cho mình một lượt nữa, nhưng các bạn sẽ khâu vào nhá. Đấy, thì ở đây mình chỉ làm một lượt thôi. Đấy. Thế thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái phần móc đáy. Hẹn gặp lại các bạn ở phần số 2, hướng dẫn cho các bạn phần móc thân túi nhá. Mình kết thúc phần 1 tại đây.